từng là một trong những hậu vệ biên được đánh giá là hay nhất thế giới, được xem như hình mẫu của một chân chạy cánh toàn năng dưới thời Pep Guardiola. Tưởng chừng như nếu được đem lên thị trường chuyển nhượng thì João Cancelo sẽ là món hàng hot được nhiều ông lớn tranh giành nhau. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với điều đó. Vậy điều gì khiến cho Cancelo và cả Manchester City lại gặp phải tình cảnh éo le như hiện tại? Hãy cùng đi tìm hiểu trong video này nhé. Mới đây, João Cancelo đã chính thức nói lời tạm biệt sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn với Bayern Munich và đội bóng nước Đức đã quyết định không thực hiện lựa chọn quyền mua lại hậu vệ cánh sinh năm 1994 với giá hơn 70 triệu euro. Do đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản Manchester City trong mùa hè này. Mặc dù vậy, tương lai của Cancelo sẽ đi về đâu mới là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Cách đây một vài ngày, trong đám cưới của Bernardo Silva và người bạn đời Ines Thomas, một số đồng đội tại Man City đã đến để chung vui với anh. Đương nhiên, João Cancelo cũng có mặt để chúc mừng người đồng hương. Chân chạy cánh người Bồ Đào Nha đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng Silva, Kai Walker, Ruben Dias và Riyad Mahrez. Thế nhưng có lẽ sớm thôi, họ sẽ không còn được gọi nhau là đồng đội trong màu áo xanh của The Citizen được nữa. Bởi vì bên cạnh việc chiêu mộ những tân binh thì ban lãnh đạo Man City cũng đang rất quan tâm đến việc làm sao để có thể bán được Cancelo ngay trong mùa hè này. Với hệ thống của Pep Guardiola hiện tại và với những gì cầu thủ 29 tuổi từng gây ra thì gần như chắc chắn anh đã hết cơ hội tại sân Etihad. Nhưng nếu vẫn không có đội bóng nào thực sự quan tâm và đàm phán với Man City về thương vụ của Cancelo trước ngày 17 tháng 7, khi họ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải thì mọi việc sẽ hơi khó xử. Nhà báo Sam Lee của tờ The Atlantic đã có những nhận xét về tình hình của João Cancelo trên postcard Let Me Talk như sau. Tất cả những gì tôi biết là Man City không có kế hoạch nào cho Cancelo cả. Họ không muốn anh ở lại một chút nào. Tuy nhiên nếu mọi thứ không được sắp xếp giải quyết trong vài tuần tới, tình thế có thể sẽ hơi khó xử. Khi Man City đến Nhật Bản, họ có thể để Cancelo ở lại để giải quyết các đàm phán về chuyển nhượng. Nhưng sau đấy, nếu vẫn không có gì xảy ra, vẫn không có tiến triển gì trong khoảng hơn 2 tuần, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn một chút. Thế nên khả năng mà João Cancelo ở lại với Man City mùa giải tới đang là không cao. Biến số sẽ có thể xảy ra mà không thực sự có một câu lạc bộ nào thiện chí đàm phán về thương vụ của cầu thủ người Bồ Đào Nha, điều mà ban lãnh đạo Man City đang rất lo ngại lúc này. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn hôm 19 tháng 6, Pep Guardiola từng có những chia sẻ về quyết định để cậu trò ra đi. Chúng tôi quyết định để cậu ấy phải rời đội và không quan tâm điểm đến tiếp theo của João Cancelo, kể cả khi cậu ấy sẽ gia nhập Manchester United. Vậy thì điều gì đã dẫn đến một món hàng hot như Cancelo lại đang không nhận được nhiều sự quan tâm của những đội bóng lớn? Lý do đầu tiên có thể kể đến là mức phí chuyển nhượng của thương vụ và cả mức lương mà Cancelo mong muốn. Man City muốn kiếm được khoảng 50 đến 60 triệu bảng cho việc bán đi một cầu thủ từng là trụ cột trong đội hình của họ. Đây có thể là con số hợp lý nếu nhìn vào những gì được João Cancelo thể hiện khi còn thi đấu tại sân Etihad, đó là khi mà anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng con số 50-60 triệu bảng cũng biến anh trở thành một món hàng xa xỉ với các đội bóng, thế nên chỉ có những ông lớn mới đủ tiền để đáp ứng được cái giá mà Man City đưa ra. Nhưng thật không may ở mùa hè này, chẳng mấy đội mặn mà với việc bổ sung vị trí hậu vệ cánh, đặc biệt là với số tiền lớn như vậy. Tân giám đốc thể thao của Barcelona Deco được cho là rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ người Bồ Đào Nha, nhất là sau sự ra đi của Jordi Alba. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan lại ưu tiên hỏi mượn chứ chưa phải là mua đứt. Và mức lương khoảng 250.000 bảng mỗi tuần như hiện nay của Cancelo sẽ là thật khó cho Barca bởi họ còn đang vất vả tìm cách cắt giảm quỹ lương. Còn với trường hợp của Arsenal, nhà báo Dean Jones nói trên Give Me Sport rằng Arsenal vẫn để mắt tới Cancelo, nhưng điều đó phải chờ thêm vì pháo thủ còn những bản hợp đồng quan trọng cần hoàn tất. Đây là một tuần cực kỳ quan trọng đối với Arsenal với những thương vụ dành cho Declan Rice và Julian Timber. Thế nhưng khi cả hai thương vụ trên hoàn tất thì pháo thủ đã chi ra hơn 200 triệu bảng ở mùa hè này. Theo Fabrizio Romano, họ còn đang muốn có thêm cả tiền vệ Romeo Lavia từ Southampton dù phải cạnh tranh với Liverpool. Cầu thủ 19 tuổi được định giá khoảng 45 triệu bảng. Vì vậy, liệu Arsenal tiếp tục chi mạnh tay cho thương vụ Cancelo thì sẽ là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên, đây vẫn là hy vọng lớn nhất của Cancelo, bởi gần như hiện tại chỉ còn mỗi Arsenal có thể giải cứu được anh. Một điểm nữa cũng khiến Cancelo không có được cảm tình đến từ nhiều đội bóng là cái tôi quá lớn của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Sẽ thật khó để người ngoài cuộc biết được điều gì diễn ra giữa Pep Guardiola và Cancelo vào tháng giêng năm ngoái khi anh được cho mượn sang Bayern Munich mặc dù vẫn đang là ngôi sao hàng đầu tại Etihad. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh thì cầu thủ 29 tuổi từng tranh cãi với Pep khi thấy mình không được đá chính. Cancelo cũng thường thể hiện thái độ bất mãn với ban lãnh đạo đội bóng khiến Pep rất không hài lòng.
Guardiola không trực tiếp chỉ trích Cancelo, nhưng cũng từng lên tiếng ám chỉ rằng hậu vệ này không thích bị thay thế. Mỗi người đều có tính cách riêng, Cancelo là cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy phải được ra sân mới cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi quyết định thống nhất để cậu ấy đến Munich. Cancelo muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra ở Munich. Tại Bayern Munich thì Cancelo cũng từng có thái độ không tốt. Theo Mundo Deportivo, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đi thẳng vào đường hầm mà không cùng đồng đội và người hâm mộ tại Allianz Arena ăn mừng chiến thắng 4-2 trước Dortmund ở vòng 26 Bundesliga. Lý do được đưa ra cho sự giận dỗi của cầu thủ người Bồ Đào Nha là do anh chỉ được vào sân ở những phút cuối để thay cho người đồng đội Alphonso Davies. Giám đốc Bayern Hasan Salihamidžić đã phải giải thích về thái độ của Cancelo như sau: điều đó hết sức bình thường khi một cầu thủ ít được thi đấu. Tuy nhiên, cậu ấy là ngôi sao hàng đầu, chúng ta không phải quá bận tâm về điều này. Với cá tính như vậy thì đương nhiên các đội bóng sẽ e ngại khi sở hữu Cancelo trong đội. Nếu mọi việc thuận lợi thì có thể không sao, nhưng nếu bất ngờ xảy ra vấn đề gì đó thì ai mà có thể đảm bảo được cầu thủ sinh năm 1994 sẽ không tái diễn những hành động như trên. Không một huấn luyện viên nào muốn mạo hiểm như vậy để ảnh hưởng đến phòng thay đồ của họ. Bayern Munich trả Cancelo về lại Man City phần nhiều là do anh không thể hòa nhập với đội bóng và còn bởi vì lý do tài chính. Bên cạnh đó thì có lẽ Thomas Tuchel, người từng có bài học xương máu khi làm việc cùng những ngôi sao có cá tính mạnh tại Paris Saint-Germain, cũng nhận ra vấn đề về mặt thái độ của Cancelo. Một điểm nữa khiến Cancelo không nhận được quá nhiều sự quan tâm của các câu lạc bộ là do anh là mẫu cầu thủ khá khó để sử dụng. Đương nhiên, tài năng và đẳng cấp của cầu thủ người Bồ Đào Nha là điều không cần phải bàn cãi quá nhiều. Một bàn thắng và 4 kiến tạo sau nửa mùa giải tại Bundesliga, đặc biệt là trong tình cảnh chưa thể hòa nhập với câu lạc bộ mới, đã chứng minh cho điều đó. Thế nhưng làm sao để phát huy hết sở trường và điểm mạnh của Cancelo thì lại là một câu chuyện khác. Tại Man City, Pep Guardiola ưu tiên sử dụng anh trong vai trò một hậu vệ cánh nghịch trần, thường xuyên bó vào giữa, song không phải đội bóng nào cũng sử dụng lối chơi đó. Đến cả Pep Guardiola mùa vừa rồi cũng không còn thường xuyên dùng đến điều đó khi ông nhận thấy sử dụng hai hậu vệ biên có xu hướng phòng thủ tốt rồi đẩy một trung vệ lên phía trên là phương án còn hữu hiệu hơn. Như đã nói ở trên thì hiện tại ở châu Âu gần như chỉ còn có Arsenal là phù hợp và có thể giúp Cancelo thoát khỏi tình cảnh như hiện nay. Nhưng nếu pháo thủ nhận thấy rằng Julian Timber đã là đủ và không muốn chi thêm quá nhiều tiền trong phiên chợ hè thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Khi đó Man City có thể sẽ phải cân nhắc đến việc giảm giá bán để mời gọi thêm các đối tác cho thương vụ này. Bản thân Cancelo cũng có thể sẽ phải chấp nhận giảm đi phần nào mức lương hiện tại, cũng như chứng minh cho các đội bóng thấy được sự chuyên nghiệp của mình. Sẽ còn khoảng 2 tháng nữa để Man City tìm cách thanh lý đi món hàng hot của họ và chúng ta hãy cùng chờ xem đâu sẽ là bến đỗ mới của Joao Cancelo trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.